Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng của Phương Thì hôm nay đầu video mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái loại lan hoàng nhẹ nha mọi người Ở bên cạnh mình đây là hai chậu hoàng nhẹn rất là to Cái chậu này thì nó có tuổi đời rất là lâu rồi mọi người Và khi mà mình trồng lại thì nó bị tuột một số lá chân Nhưng mà năm nay nó cho một cái mùa hoa rất là đẹp Hiện tại thời tiết ở Con Tâm nó đang kiểu hơi mưa nhìn nhẹ mọi người Thì khi mỗi lần trời mưa thì không khí nó sạch á nên là cái hương thơm của cây nhện này nó lan tỏa trong khu vườn mọi người nghe nó thích mùi lắm nha mọi người và cái hương thơm của nó là mùi chanh xả mà nó rất là ngọt ngào à, thơm lắm mọi người đó và hoa của nhẹ này mọi người mời mọi người xem phê đó thì video này ngày hôm nay thì mình sẽ quay một cái video bán hàng cho mọi người chia sẻ lại mọi người một số các loại lan luôn nha đó, hoa rất là đẹp mọi người thấy không bông nó từng từng chùm từng chùm từng chùm và đây bây giờ, ở đầu video mình cũng chia sẻ mọi người cái 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 này luôn chẳng hạn như là khi người chồng á, mọi người trồng á mới mọi người đối với những người mà mới anh em mà mới chơi lan á thì mọi người thấy cây bỏ lá chân này mọi người rất là sợ đúng không nhưng mà à, đối với những anh em mà chơi lâu rồi có kinh nghiệm hơn một xíu rồi mọi người thì những cái cây mà già cây mà cây nó dài này nè thì anh em họ rất là thích bởi vì sao khi mà trồng cái cây nguyên một cái đoạn này nè đó là giống như một cái vốn của mình đó mọi người mọi người có thể kích cây con nó để ở trên cái đoạn này Đó mọi người thấy không ở đây thì mình đã làm được hai cái cây cây nhện con này ở đây đó thì sau này những cái mắt còn lại đây mình cũng sẽ tiếp tục làm các cái cây con ở đây đó thì từ những cái này thì nó sẽ tạo thành một cái bụi nhẹn rất là lớn nha mọi người đó những cây nhẹn mà nó có cái xét to như này là mọi người mọi người trồng có tầm hai ba năm mọi người làm con xong nó sẽ thành một cái bụi rất là lớn luôn thì đầu video mình sẽ báo giá cho mọi người hai cái chậu nhẹ này luôn thì một chậu mình sẽ bán với giá là một triệu một trăm ngàn nha mọi người và bên này mình còn một cái chậu này nữa đó đây mọi người xem này mình đã làm con rất là nhiều đẹp lắm mọi người khi mọi người có một cái đoạn thân như vậy mọi người phải làm cho nó để cái con như bên này đó mọi người thấy không ba cái con đó. năm ngoái thì mình cũng làm để con rất là nhiều và những cái chậu đó mình đã bán hết rồi mọi người đó rất là nhanh thôi đó, thì uh, năm nay thì còn một số chậu này mọi người cái đoạn này mọi người làm cái con xong cây nó ấm rễ rễ nó khỏe cây con nó xùy ra tất cả các hướng sẽ thành một cái chậu rất là đẹp nha mọi người đó, cái chậu này thì mình sẽ bán với giá là một triệu thôi mọi người đó cho ai à, chơi sưu tầm nhân tay À, hoa này thì uh, bây giờ nó là ngày đầu tiên nở nha mọi người. nhưng mà tất nhiên quá trình mà mình gửi hàng đi hoa nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. đó là mọi người nếu mà mọi người đặt hàng thì mọi người uh, xác định cái vấn đề đó dùm cho mình. Uh, hoa thì mình có thể chơi những năm sau thôi. tới nơi thì hy vọng nó vẫn còn uh, hoa đẹp nhưng mà tất nhiên vận chuyển thì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều mọi người. rồi nếu mà mọi người muốn mua cây giống á, thì bên này, bên này đây là cái nhện tháng tư bình thường đó nha mọi người. bên này mình sẽ có cái loại nhện bốn n à, nó đẹp hơn nó đẹp hơn nha mọi người so với những cái chậu nhẹn 4n à, chậu nhẹn tháng tư bình thường bên kia mọi người rất là nhiều đó đây là cái loại nhẹn 4n này thì đối với cái nhẹn 4n này này mọi người sẽ có là cây là thân lá to hơn, bản lá to hơn, đẹp hơn mọi người, bản lá to hơn, đẹp hơn và hoa của nó sẽ đậm màu hơn là cái hoa hồi nãy hoa của cái bông này này nó sẽ màu vàng kem nha mọi người rất là đẹp đó thì hôm bữa mọi người nhớ cái video trước mình quay mọi người là một sẹp kín luôn đó thì bây giờ mình đã bán gần được một nửa rồi nha mọi người gần một nửa rồi và ở đây mình đang còn rất là nhiều cây đẹp mọi người thấy không cây đẹp mọi người thấy không? Đó. một cây như này thì mình sẽ có từ khoảng 7 cặp lá nha mọi người có cây nó hơn á nhưng mà mình cứ báo cho mọi người là bảy cặp lá đó để cho nó có cây này cái kia nhưng mà nó sẽ từ bảy cặp lá nha mọi người đó thì mình sẽ gửi đi cho mọi người cái này mọi người gỡ ra làm các cái tác phẩm như kia sẽ cực kỳ tuyệt vời Ở bên này mình có chuẩn bị một số lũa để mình trồng tác phẩm này nè mọi người Đó. Những cái lũa này là để mình lên tác phẩm nè Khách có đặt thì mình có thể lên nhưng mà nó sẽ có thêm phụ phí nha mọi người okay. Hoa của cây hoàng nhẹ 4N thì mình sẽ để hình mặt hoa của cây hoàng nhẹ 4N ở đây Các cái năm trước nở rất là nhiều để mọi người tiện theo dõi Ngoài cái loại nhện 4N bán lá to như này ở bên cạnh mình đây thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người cây loại nhẹn 4N lá mít đó, dòng bản lá ngắn đây thì mình hồi năm ngoái mình còn được mấy giò mình còn được mấy cây mình ghép được đúng hai giò thôi mọi người là còn lại thôi còn năm ngoái cái hàng này mình đã bán hết rồi này video này thì mình chia sẻ luôn bởi vì nó đang có nụ hoa đây đây là cái dòng mà bản lá mít ngắn đó mọi người thấy không cái lá của nó rất là dày nha mọi người và đồng thời cái bản lá của nó rất là ngắn đó bên mình thì hàng như nào loại nó có chủng loại nào thì mình báo cho mọi người luôn cái loại này thì lá rất là to lá cái này thì sẽ dao động tầm khoảng 5 cm nha mọi người đó cây đang có hoa để cho mọi người ngắm luôn và khi mà mọi người chơi cái loại này mọi người mọi người phải lưu ý đây mình trồng cả gần một năm rồi mọi người gần một năm rồi mọi người thì mọi người chơi cái loại này mọi người phải lưu ý là nó sẽ rất là chậm lớn nó không có như cái loại ở bên bên này đây cái loại này mọi người chăm nó sẽ nhanh lớn còn cái loại này mọi người chăm nó sẽ chậm lớn mọi người mọi người thấy mình chăm này rễ nó ra khỏe như này này mà cây thì hiện tại nó mới ra thêm được so với năm ngoái là một cặp lá thôi mọi người nó và cây này thì nó đã ổn định rồi thì từ năm nay trở đi nó sẽ phát triển nhiều hơn à, cái giò này hiện đang bốn cây này mọi người thì giò này mình sẽ bán với giá là 1 triệu 300 ngàn nha mọi người 1 triệu 300 ngàn rồi đang có hoa luôn và mình có hai giò nha và một giò bên này nữa mình sẽ cho mọi người xem luôn à, đây và giò này nữa đó giò này thì có ba cây à, giò ba cây này bản lá cũng rất là đẹp cái giò này thì cây nhìn nó đẹp hơn giò kia luôn mọi người, bản lá này mọi người rất là đẻ và cây này là cây dạng như kiểu nó mít lùn lực các mọi người, chăm nó cực kỳ lâu lớn nha, đó nhưng mà đổi lại thì mọi người sẽ có cái bộ lá to và dày, đó thì cây cái giò này ba cây thì mình sẽ bán với giá là 1 triệu mốt nha mọi người, giò bốn cây là 1 triệu ba, giò ba cây là một triệu mốt, à, cái giò này cũng đang có một cây đen có nụ này, hai cây này thì chưa thấy nụ nha mọi người, cũng đen có một cây đen có nụ để mọi người ngắm hoa nha, đó mọi người xem kỹ giò len nha, rễ thì rất là khỏe đây đối với những cái giò này mọi người mọi người cứ trồng đi khi nào mà cây nó phát triển vượt trội rồi đó, bắt đầu mọi người cho vào chậu gỗ cho mình mọi người sẽ có những cái tác phẩm rất là đẹp đó ban đầu thì mọi người cứ treo như vậy thôi nhưng mà khi mà nó to nó đẹp rồi mọi người cho vào chậu gỗ nha đó, cái loại lan tiếp theo mình giới thiệu đến mọi người là cây trồn rừng nha mọi người mình sẽ có hai loại trồn để cho mọi người sưu tầm cái này là hoa trồn rừng trồn rừng có nghĩa là trồn người ta khai thác từ trên rừng về và sau đó bên mình trồng lại và bán cho mọi người đó, cây này thì mình đã thuần được một năm rưỡi gần hai năm rồi này mọi người xem cái lá nó mở đẹp không rất là đẹp nha đó chuồng rừng này thì bên mình bán một chậu như này là 250 trăm năm một chậu 4 cây nha mọi người và ở đây như chậu này thì đang có một vòi hoa nha mọi người đó thì khi mình gửi thì mình sẽ cố gắng lựa những chậu còn nụ để cho mọi người chơi hoa đó khi nào mà hết chậu nụ thì mình mới gửi những cái chậu không còn nụ nha mọi người đó. thì cái này mọi người liên hệ điện thoại mình sẽ báo cho mọi người đó, cứ 250 trăm năm một chậu và bên cạnh đó mình còn có à và mình sẽ trên hình mặt hoa cây chồn rừng ở đây để mọi người tiện theo dõi nha ngoài chồn rừng thì bên mình có chồn trắng nè mọi người cái chồn trắng này thì hiện tại nó đang khá là hiếm loài lan tiếp theo là cũng là cái loại cuối video mình chia sẻ mọi người à, còn những cái loại khác thì mình sẽ chờ video sau nha là cây kiều vuông nha mọi người đây là lan kiều vuông thì uh, kiều vuông này hoa nó sẽ ra màu hoa màu trắng vàng nở hoa vào khoảng dịp tết nguyên đán nha mọi người à, thì uh, cái này nó sẽ nở vào khoảng từ tháng 2 tới tháng 3 dương lịch nên thường nó sẽ rơi vào dịp Tết. Mọi người muốn chuẩn hoa Tết mọi người thể kích hoa Tết nha. Và hoa kiều vuông này nó sẽ có màu trắng vàng rất là đẹp và một cái chùm bông của cây kiều vuông này trưởng thành nó, nó sẽ đạt kích thước có thể tới 40 tới 50 cm nha mọi người. tầm 40 cm. Và cái chậu ở trên tay mình đây này, mình đã thuần được hơn 2 năm rồi mọi người, 2 năm rưỡi này. Mọi người xem cái hệ rễ nó thuần hết rồi. Rêu xanh nó mọc lên trên chậu luôn nha. Và cây nó đang lên rất là nhiều mầm đẹp nha mọi người thì một cái chậu kiều vuông này mình sẽ bán với giá là 300 ngàn nha mọi người đó 300 ngàn một chậu kiều vuông này nha mọi người hiện tại thì mình đang có một chậu sóc cụ mọi người chậu sóc này thì hiện tại là chậu sắp to nhất trong vườn nhà mình đó cây thì mọi người có thể xem đây lá nó xếp khít từ dưới lên trên rất là đẹp đó, những cái chậu sóc này này mọi người mình ở thuần 3 bốn năm rồi sau đó là mới bỏ vào trong chậu gỗ để mà có được một chậu sóc to nha này, này mọi người thì cái thời gian thuần nó rất là lâu chứ không phải như các loại lan khác bởi vì mọi người thấy cái lá nó dày mà nó xếp khít, khít, khít như này không? Một năm nó chỉ ra được vài cặp lá thôi. Mà trong khoảng thời gian rất là lâu thì chúng ta mới có những cái chậu sóc to như này. Có những cây nó đã bắt đầu để con này, mọi người. Đó có một cái sóc bên này để con này nha. Đó, thì sắp uh, sóc lèo thì hoa nó sẽ ra vào khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch. Hoa nó sẽ có màu tím, tím hồng mọi người. Phe với màu trắng rất là đẹp. Thì uh, cái chậu sóc bên cạnh mình đây mình trồng trong chậu gỗ nha mọi người. Uh, thì chậu này mình sẽ bán với, với, cho mọi người với giá là 1 triệu 200 ngàn nha mọi người. Đó, cái chậu này là chậu to nhất trong vườn mình ở thời điểm hiện tại. Đó, nha mọi người. Và uh, cái cái mẫu mà cây cỏ tầm này thì cái chậu này là chậu còn lại duy nhất thôi mọi người. Còn hiện tại mình chỉ còn những cái chậu sóc nó nhỏ nhỏ, nhỏ cây nhỏ 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 này, 250 một chậu. Đó là cái chậu nhỏ thì có nhiều nhưng riêng cái loại mà to như này mình còn đúng một chậu duy nhất nha mọi người. Đó, vừa rồi thì mình để quay video uh, gửi đến mọi người những cái chậu len mà mình đang bán. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của mình mọi người có thể liên hệ với mình qua số điện thoại để trên tiêu đề trang facebook lan rừng của phương và kênh tiktok lan rừng của phương nha mọi người cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ